Xin chào khán giả của VTV Show, mình là Tăng Duy Tân và đây là Tuấn Dương. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi VTV Show. Yeah. Thử thách đầu tiên với hai anh em Tùng Dương và Tăng Duy Tân như sau: hãy hát lại những ca khúc từng làm nên tên tuổi của người bên cạnh. Ok. Thôi bây giờ đưa bài dễ nhất nha, chiếc khăn piêu. A Chi ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, ối này đừng ở trong rừng tìm hoa rừng ngắt hoa rừng. A Chi ơi. Thế sai à? Không, nhưng mà có châm trước được, bác thấy được không? Châm trước được không? Được, ok. 9 điểm. Dạ Vũ đi. Chân trời xa vắng. Cho anh lại, em cho anh lại. Rồi. Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu? Sóng gió muôn trùng đưa đây trái tim em về đâu? Thôi được rồi, em chấp nhận hướng giai điệu là được rồi. Thật ra là cũng có sai nhưng mà thôi, người nhà bênh nhau. Hát được, nhớ được giai điệu. Nhớ được giai điệu là được. Mẹ tôi sẽ được. Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ. Khóc như trẻ con. Ai khóc như trẻ con. Thôi được rồi, thế là được rồi. Thôi chấm trước một lần thôi. 9,5. Chấm trước một lần thôi. À thế à? Thế thì cho 7 điểm, 8 điểm thôi. Ok rồi. Thôi nhưng mà nếu anh không chấm trước thì nó lại không chấm trước cho anh. Một lần cuối nhá. Chắc là bài dễ nhất đi, bên trên tầng lầu. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc. Ok được, còn gọi là sáng tạo thêm nữa, cái này là 11 điểm. Quê nhà đi. Quê nhà tôi ơi xứ đòi xa vắng. À, từ từ. À ơi hoa bay lên trời cây chiếu lại. À không, nhưng mà hát như thế rồi thế nào? Rồi, được rồi. Xến kiểu của em. Rồi, ok. Thôi bài nhá. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi hở lại. À ơi, hoa cái lên trời, sâu răm mở lại. Chịu lời đắng. Được rồi, thôi chị tao chấp nhận. Sự sáng tạo này là gọi là vô biên và không giới hạn của Tăng Duy Tân. Xin lỗi khán giả, xin lỗi khán giả. Không sao, nhưng mà đấy là cái chất riêng của em ấy. Không, cũng hơi thêm một tí là màu vào đấy nữa đấy. Có một tí gọi là tí, dân giai điệu gọi năm âm. anh thuộc tắt ánh đèn bật tình yêu lên không? Rớt mật mà ra em tắt ánh đèn bật tình yêu lên. Chắc là bài tiếp theo Tân sẽ thử thách anh Tùng Dương với bài hát mới nhất của Tân mang tên Bật Tình Yêu Lên. Đây đây là bật tình yêu lên là cái đấy. Anh đóng làm Hòa Minzy, còn mày là mày vẫn là mày. Tắt ánh đèn bật tình yêu lên. Câu trước đấy đâu? Ê, anh có thể thuộc giai điệu không ngược lời nhưng anh không thể bỏ băng như thế được. Rót mật vào đấy tay em. Rót mật vào đầy tay em. Rót mật vào đấy tay em, bắt ánh đèn bật tình yêu lên sao, càng say anh nhớ em càng nhiều. Cái này không châm chất trước được bác ạ. Thử thách tiếp theo đây này, hãy kể lại những bí mật của người bên cạnh. Em cũng biết khá là nhiều bí mật kỳ cục của anh Tùng Dương, nhưng mà em sẽ để cho anh Tùng Dương tự nói về cái bí mật kỳ cục của mình. Đứng trước gương hát trong nhà tắm. Tụi cái đấy ai cũng thế, ngoại trừ tắm ra. Tất cả những công việc còn lại trong phòng vệ sinh anh Tùng Dương đều hát. Trong một cái phòng tắm mà toàn gương, anh em đi diễn và em 7 giờ sáng em bị gọi dậy. Bác luyện thanh. Bác luyện thanh vào 6 rưỡi 7 giờ sáng. Và bác vừa luyện bác vừa. Ai lên mạng anh thấy clip đẩy chân, để vừa đẩy chân vừa hát. Đấy đấy đấy. Em không ngờ em lại nổi tiếng được ở nước ngoài. Tức là người ta thậm chí người ta không biết lời mà người ta vẫn cảm nhận đúng cái mood của bài. Rồi em bắt đầu thấy những cái bình luận của rất nhiều quốc gia. Em lại nghĩ chứ có khi nào thì bị hack không ta? Tại sao lại có những cái nick sao lạ thế? Một số nước ở Tây Á, một số nước ở Đông Nam Á. Hoặc là ở Đông Âu. Đông Âu, đúng ạ, Đông Âu có, Đông Âu nhiều hơn ạ.
và Nam Mỹ, Trung Mỹ với Nam Mỹ là nghe nhạc em nhiều. Xong không, đến cái lúc mà nó quá nhiều cho em ấy. Ủa? Thế là mình nổi à? Thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Không tưởng tượng được, nhưng một giấc mơ. Bạn sẽ nói gì với những người khán giả đấy, những người mà ủng hộ, đồng hành với Đăng Duy Tân trên cái chặng đầu rất thú vị của âm nhạc của mình? Cái con đường của Tân đi nó không phải để đạt tới một cái đỉnh cao nào đó, mà con đường Tân đi đó là một cái hành trình. Một hành trình giống như một cuốn nhật ký. Và cuốn nhật ký này Tân muốn mọi người, những khán giả có thể vào đây và đọc cùng Tân. Đây là một cuốn nhật ký công khai, có tâm sự gì Tân sẽ viết. Và chắc chắn một điều đó là những bài hát đấy luôn hướng đến khán giả. Khán giả ưng trước rồi đến Tân. Công khai luôn. Cái gì công khai hết à? Thì bây giờ đăng lên mạng là công khai rồi đấy anh. Tiếng hát của Tùng Dương hay là những sáng tác của Tân, trên cái trang nhật ký của mình, hành trình của mình, đã có rất nhiều những khán giả đọc cùng mình, đã đi vào cùng mình. Thì đấy là cái điều hạnh phúc rồi. Vâng, đúng, chính xác. Và còn gì tuyệt vời hơn khi mà lại có những người khán giả, họ lại thấu hiểu cái âm nhạc đó, họ lại cùng đọc những cái trang nhật ký đó của mình. Thế cho nên là cái ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay sẽ là một sự cộng hưởng như thế. Hai anh em sẽ hát và khán giả sẽ hát cùng với Tùng Dương và Tăng Duy Tân, để xem là cái sự cộng hưởng âm nhạc sẽ mang đến những cái điểm chạm như thế nào với quý vị khán giả. Và hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho những người nghệ sĩ giàu sáng tạo như thế này. Mình yêu nhau nhất trên thế gian này. Anh hít vào, em thở ra. Anh vừa mới yêu hoa, em đã là cánh bướm. Nếu là nữ, biết đâu anh là em. Mình hiểu nhau nhất trên thế gian này cũng chính là yêu bản thân. Da thịt bỗng trong veo, suy nghĩ vừa vỗ cánh. Nếu là nam, biết đâu em là anh. Vậy thành một đi, thành đôi làm gì? Vậy thành một đi, một cây súng thôi. Một cây súng đứng bên đồi, là nam hay nữ cũng không rời. Em là sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, phần thể hiện của nam ca sĩ Tùng Dương. Và ca khúc Bật Tình Yêu Lên, sáng tác và thể hiện bởi Tăng Duy Tân, đã khép lại chương trình Về Nghe Gió Hát ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị và các bạn đều đã cảm nhận được cảm hứng từ những làn gió mà các nghệ sĩ của chúng tôi và những câu chuyện, những lời bộc bạch chân thành của họ mang lại. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chương trình, gặp gỡ những nhân vật tiếp theo, cùng lắng nghe những tâm sự chân thành từ những người nghệ sĩ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.